Loại. 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 Cái đồ đáng ghét. Mình là người nghệ sĩ, mình đi làm, mình kiếm tiền cũng để mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Với những điều quá mệt mỏi như thế này thì đừng căng thẳng nữa. Loại. Mình là người nghệ sĩ, mình đi làm, mình kiếm tiền cũng để mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Với những điều quá mệt mỏi như thế này thì đừng căng thẳng nữa. Loại. Đăng. Đúng không? Giống Quang Đăng. Quang Đăng. Quang Đăng à? Mà giống quan trọng hả? Là chúng ta không phải đi tìm người đó là ai mà đi tìm cái giọng hát hay dở. Đăng hả? Khoan khoan. Hay. Hay. Đăng, khoan khoan. Đăng có phỏng vấn với em một lần. Ngồi chung với em mà bắt phải hát một câu. Không, Đăng hát được. Cũng được. Hát được. Thì gọi được. Thương gọi là hay. Hát được là được rồi. Hát được là được đúng không? Hát đúng được rồi. Đăng hát được. Hát được là qua phía hát hay đó chị. Nếu vậy thì một lát đừng loại anh ta. Loại. Loại. Ôi kỳ vậy. Kỳ kỳ với nhau vô đây lường gạt loại. Tất thì loại thôi. Ok. Lừa gạt mà lừa gạt không tới nơi tới chỗ. Bầy đã kéo một bầy người ra. Nhìn cái biết liền. Hay quá. Các bạn tự tin lắm. Một lát nữa mà không phải Quang Đăng. Tua lại các bạn này 80 lần nha. Một lát nữa. Chị bị tua cái nhìn cái biết liền. Quên mất nãy. Cái đoạn của ông Tiên kìa. Nhìn cái biết liền. 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 Tôi thông báo luôn. Dòng này tôi loại số 3. Trung Thanh Bông đã bị loại. Đám cưới lấy quá trời tiền. Thù loại. Loại à. Đám cưới có lấy tiền không? Quá nhiều. Loại. Trời đất ơi. Trời ơi, hai ông anh thù giặc mà nhớ dai ghê. Đám thù cưới. Từ hồi đám cưới tới giờ có con thì vẫn còn thù. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi. Mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Mày con dôi rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng là dám chủ nhà gan dụng tôm nè. Một miếng, một miếng. Trời đất ơi là trời. Trời ơi. Mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm gì vậy? Sao, sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xù của tao hả? Đồ đáng ghét. Con năm banh đáng ghét mà dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Này, tôi biết lai lịch của bạn này. Ê, cười nó cười, nói chung nó cười. Thật ra các bạn hãy để ý vào cái cách anh ta mài quá. Đúng như thật dũa. Ra anh ta dũa móng tay. Anh này hiện nay là nhân viên của tiệm nail và laser. Yeah, yeah. Như vậy cố tình phía loại. Tại vì có một lý do này để nói cho mọi người hiểu này. Anh này nếu như mà để anh tự nhiên á, anh cầm cái đờn sẽ cầm đi vô. Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Dạ thì ok. Ông đi tới đây, ông đi tới đây là ông nhớ lại, ông nhớ quỹ biên tập. Tới đây thôi, tới đây thôi. Đứng lại. Là bắt đầu ông đứng dậy. Đúng rồi. Cây chiên nghe mặt đó. Đúng rồi. Ông ta có dặn vậy cho nên lúc đó ông bị đơ. Đó là ông cố diễn hết rồi chứ thực ra nó hay. Có nghĩa là trong tiếng hát có sự nguyền rủa ức. Ok, cái nét này rồi lại hát không hay thì nó quá là bình đây thường. Là một điều mà chúng ta cứ suy nghĩ vậy mệt loại. Anh ơi, anh ăn xoài đi, ăn càng cay càng ngon. Cảm ơn em nha, anh không ăn cay đâu. Ồ, vậy hả? Ủa mà anh đi sao vậy? À, tại vì anh đang bị đau dạ dày. Anh nghĩ lúc này không thích hợp để ăn cay đâu. Vậy em, vậy anh đợi em xíu nha. Cay quá. Anh ăn em. Em mới làm cái gì vậy? Chỉ cần dính miếng. Ngăn ăn đi. À, anh nghĩ là món này nó không đạt chuẩn vệ sinh đâu. Anh nghĩ là anh không ăn đâu. Cảm ơn em nha. Cái đồ đáng ghét. Là một điều mà mọi người ngỡ ngàng không hiểu. Loại. Hồi xưa là chỉ có nhếch miệng thôi. Bây giờ mà có vụ nhếch miệng nhạc không lời nữa. Ngang ngược. Loại. Nè hát xong cái nhìn Quân cười kiểu mà. Gật đầu nha. Chọn em kiểu loại. Cái tiểu phẩm vừa rồi tại sao cái cô gái người yêu xưa đúng không vậy. Bán cái gì mà bán đậu phộng đúng vậy lạc à đậu phộng là lạc. Lạc có nghĩa là lạc giọng à loại loại. Nhưng
hai anh em chung một nhà, ở nhà ba má không ai lo. Loại. Loại. Có khi ba má ta đang đi coi ngồi dưới này nè. Ủa vậy hả? À. Có ba má này luôn phải không? À. Loại. Để bán về nhà gia đình có thể đi ăn uống với nhau được. Đúng rồi. Thoải mái hơn. Nè, thằng Nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, thằng Nhân không thích ăn. Sao có dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới thì chị ăn không à? Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng nhanh nước miếng tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đi, cái đồ đáng ghét. Chị biết là không cần tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Mà anh ơi, em nói cho anh nghe một điều nữa nè. Hồi nãy cái cách train của bạn này. Ủa? Cái dancer không anh? Yes, dancer. Yeah, nãy giờ em cũng đang nghĩ về hướng đó. Tại vì cái trend rất là chắc. Có khi nào bạn này cùng vũ đoàn với cái bà số 2 hồi nãy? Chính xác. Đó. Hai đứa bây giờ nhảy không đủ tiền, tràn vô đây lấy tiền về để nuôi tiếp cho vũ đoàn của mình. Động cơ không rõ ràng. Loại. Đáng lẽ ra là tao về hỏi mày, tại sao mày dám nằm trên giường của tao hả? Mình chỉ ra ngoài nhà đó. À, đâu mà không ra ngoài nhà hả? Đâu mà mày đứng đánh nữa. Mày khai thiệt đi, ngoài cái con này ra mày còn đụng đến Julio và Antonio của tao không hả? Không được đụng của đồ của tao. Đồ dơ bỏ. Cái đồ đáng ghét. Anh em mình đã gọi là đi làm nhiều công việc, nó đã mệt mỏi rồi. Tới quay chương trình này, thứ nhất là gì? Vừa được có tiền, vừa được thoải mái vui. Mà bắt mình phải ngồi phải cắn răng suy nghĩ cái gì lại. Mệt. Ngồi nhớ mẹ, khóc, che giấu thân phận. Như vậy là cái gì? Xạo sự. Mà những người xạo sự chúng ta nên. Không, không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy, khán giả ta nói mình bất lực. Mình không đoán được cho nên mình loại người ta sao? Đồng ý với anh, em sẽ đổi ý kiến. Ừ, vẫn loại. Anh hai ơi, mời anh hai chơi với bé làm chi nha. Nha. Giỏi, lúc nào cũng phải như vậy nghe chưa? Dạ, mình bắt đầu chơi nha anh hai. Ủa anh hai đâu vậy? Tự chơi một mình đi. Nè, cái rồi đáng ghét. Cậu chơi một mình thì em sẽ dễ